Nào, hôm nay thì chúng ta gặp nhau ở trên kênh của mình và chúng ta sẽ không nói về bất cứ một mùi hương nào nữa, mà cũng lâu rồi mình thấy rằng là chúng ta không có một cái buổi thảo luận chia sẻ về những cái góc nhìn khác nhau về thị trường nước hoa, về phân khúc nước hoa. Nên ngày hôm nay mình sẽ ngồi đây chia sẻ với các bạn ba cái nội dung mà mình cũng đã rất là muốn làm, để xem rằng là những người xem kênh mình và kể cả những người mới, người ta đang có góc nhìn như thế nào về mùi hương, về nước hoa, về phân khúc cũng như là về xu hướng. Thì toàn bộ video này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về ba nội dung chính và cùng nhau bắt đầu nhá. Đầu tiên mà cái mà mình muốn nói tới ở đây đó chính là về ranh giới giữa nít và designer. Có lẽ với nhiều người follow kênh mình lâu hoặc là với những anh chị đã đi trước thì cái ranh giới này nó còn không quá quan trọng nữa, chỉ đơn giản rằng là ngon là ngửi thôi, và nếu như ngon mà lại còn rẻ nữa thì quá tuyệt vời. Thì như kiểu là Lalique, Uncle Noah chẳng hạn, đó là một câu chuyện khác. Nhưng với những người mới, người ta sẽ rất là hoang mang. Khi mà càng có nhiều lựa chọn thì người ta càng hoang mang. Và đặc biệt là cái hiện tại, cái việc tiếp cận với những cái thông tin về một chai nước hoa nó cũng quá là nhiều và dễ dàng, nên là càng bị rối. Thì mình xin phép được nói qua về định nghĩa giữa niche designer là như thế nào. Đầu tiên đó là về thương hiệu phân khúc designer. Thì các bạn chỉ cần hiểu đơn giản thôi, designer đó là các thương hiệu lớn, ngoài việc kinh doanh về mùi hương thì họ còn kinh doanh rất là nhiều thứ khác. Thậm chí rằng mùi hương nó là một cái phân khúc ngách thôi. Thí dụ như là Gucci, như là Versace, như là Chanel, như là Saint Laurent hay là D&G. Người ta có thể kinh doanh những cái mặt hàng như là thời trang hoặc là Chopin, kinh doanh đến từ đồng hồ cho đến trang sức quý. Rồi người ta sản xuất thêm những cái mảng liên quan đến mùi hương như thế này. Ví dụ như kiểu là YDP, nó là một cái phân khúc designer. Và ở cái phân khúc này ấy, thì không chỉ có riêng nước hoa đâu, mà họ còn có cả những sản phẩm liên quan đến sữa tắm, dầu gội, rồi lăn khử mùi. Thậm chí là họ còn có cả nến. Và đa số những cái thương hiệu designer này thì người ta có thể là có những perfumer độc lập làm việc riêng cho từng hãng, hoặc người ta có thể là hợp đồng thuê sáng tạo từ những perfumer ở ngoài. Đó. Còn với phân khúc niche ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là các thương hiệu niche họ chỉ kinh doanh một cái mặt hàng duy nhất liên quan đến mùi hương. Tất cả những thứ có mùi là tôi kinh doanh. Ví dụ như nước hoa, như nến, như vậy mình đã nói là có cả tinh dầu, đó mãi là như vậy. Và những cái phân khúc này ấy, nó có một cái là nó hơi khó tìm ở trên thị trường. Nhưng mà nó chỉ là cái câu chuyện cách đây khác ở tầm 5 năm cho đến 7 năm, thậm chí rằng 10 năm trước thôi. Còn bây giờ ví dụ như Le Labo, như kiểu Amois hay là như kiểu là Rosa, nó cũng đã rất dễ dàng tìm kiếm ở trên thị trường. Và đặc biệt là ở thị trường Việt Nam thì những cái thương hiệu niche này đôi khi nó còn làm một cái chiếc áo rất là bóng bẩy, sang trọng để chúng ta mang đi khoe với những người khác là tôi đang dùng nước hoa niche, nó sẽ đẳng cấp hơn designer. Thì đấy là cái mà các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Và mình thấy rằng là gần như bây giờ ấy thì niche và designer cái ranh giới nó cũng không quá là rõ rệt nữa. Thì cụ thể ở đây trong một cái bài báo, mình cũng sẽ dẫn cái link ở dưới để cho các bạn đọc. Mặc dù cái bài báo phỏng vấn này là từ năm 2012 rồi và có phỏng vấn rất là nhiều những perfumer nổi tiếng, thí dụ như là Frederic Malle, Patricia de Nicolai, rồi Jean-Claude Elena. Thì theo như những người được phỏng vấn ở đây đều là những perfumer và là master perfumer. Mặc dù bài này phỏng vấn từ năm 2012 nhá, thì mình có thể đọc lên một vài trích đoạn để cho các bạn có thể thấy. Như là Patricia de Nicolai, ông ấy có nói rằng là niche đã trở thành một cái tên gọi sai cách. Đó, cái tên thì vẫn còn đó nhưng mà cái hình thức hoạt động thì nó đã không còn là như vậy. Đấy, đây là từ 2012 rồi. Thì các bạn biết là cái thị trường bây giờ đã thay đổi. Mặc dù Việt Nam bây giờ thì khoảng tầm vài năm trở lại đây thôi thì niche mới bắt đầu phổ biến ở trên thị trường. Hay là như Antoine Maison Duy, ông là perfumer cho các thương hiệu như là Comme des Garçons
hay là Tom Ford Private Blend hay là Eldo, thì ông cũng nói một câu rằng là trước đây thị trường ngách nó giống như một cái thị trường kiểu rất là kín ở tít trong lòng đất vậy. Đó, và chỉ được một số người rất rất ít biết, và những người này rất là đam mê mùi hương. Còn với hiện tại thì thị trường ngách nó đã trở thành một cái thị trường không đúng như những gì mà nó được miêu tả nữa. Hoặc một perfumer rất là lão làng, đó là Jean-Claude Elena, perfumer cho nhà Hermès, thì ông ấy có một cái câu nói đây và mình cũng có thể trích ra cho các bạn. Ông ấy có nói rằng là vấn đề với thị trường ngách ngày nay, nó là thị trường ngách thật và ngách giả. Có nghĩa là có nhiều thương hiệu được tự nhận mình là nít, nhưng mà đôi khi chúng ta không thể nào, những người dùng bình thường không thể nào phân biệt được thế nào là nít thật và nít giả. Đấy, nghe chúng ta cũng có thể rất là hoang mang. Mình sẽ trích dẫn toàn bộ cái tờ báo này từ năm 2012 để cho các bạn đọc, các bạn có thêm những góc nhìn không chỉ ở riêng là một người sưu tầm, một người chơi, và ở đây còn là những người sáng tạo về mùi hương. Người ta rất là tôn trọng những cái sáng tạo về phần mùi, đặc biệt là có những mùi hương người ta đã phải ấp ủ rất là lâu năm. Nhưng mà khi mà cái ranh giới này nó không còn quá là rõ rệt thì gần như rằng là mình nghĩ có lẽ là với người ta nó là một cái sự kiểu hơi tủi thân, hơi kiểu cảm giác như kiểu công sức của mình nó không được ghi nhận ấy. Đó, thì mình sẽ dẫn toàn bộ cái đường link bài báo ở phần dưới cho các bạn. Đối với quan điểm cá nhân của mình thì nít và designer bây giờ thực sự ranh giới nó rất là mong manh, khi mà các thương hiệu designer họ đang cố gắng làm những sản phẩm của họ trở nên phức tạp hơn, nít hơn, vẽ câu chuyện hay ho hơn, bán với một cái mức giá cao hơn, thì những thương hiệu nít thì dường như đang có cái xu hướng rằng họ đang làm những cái sản phẩm cảm giác định mũi số đông hơn. Tại vì sau một cái thời gian quá dài để thể hiện cái cá tính, cái tôi, thì cái vấn đề tài chính của họ gần như là đã bị suy kiệt, nên họ đã phải làm ra những cái mùi hương nịnh mũi hơn, và cũng nhận lại những cái ý kiến trái chiều từ những người ủng hộ họ từ ban đầu, rằng là họ cảm giác là họ mất đi cái chất, cái thương hiệu đó nó không còn là một cái thương hiệu nít và thể hiện được cái cá tính nữa. Thì mình nghĩ rằng là dù gì, dù là nít hay designer hay kể cả là indie đi chăng nữa, thì cũng chỉ đơn giản là vấn đề về kinh doanh thôi, khác nhau về cái mô hình. Còn lựa chọn như thế nào có lẽ rằng là sẽ để cho người dùng, người chơi đánh giá. Và mình nghĩ là càng có nhiều lựa chọn, nếu như bạn là một người có đủ kiến thức, đủ trải nghiệm, thì các bạn sẽ càng lựa chọn được cho mình một cái phân khúc hay, những cái sản phẩm tốt. Và với mình, một perfumer giỏi là một perfumer vừa có thể là mùi giá rẻ, ngon, mà cũng nếu như tăng giá tiền, giá thành lên, cũng có thể sáng tạo ra những mùi hương chất lượng. Đấy, với mình đơn giản như vậy. Từ lâu trong mình nó đã không còn cái ranh giới giữa nít và designer và indie nữa rồi. Đấy, quan điểm của mình rất là rõ ràng. Quan điểm của các bạn như nào, rất là mong các bạn có thể chia sẻ về cái mục đầu tiên chúng ta trao đổi ở phía dưới nhá. Tiếp tới đó là cái thứ hai, đó là xu hướng người dùng ở Việt Nam như thế nào. Thì trước tiên nói về xu hướng thì chúng ta phải nói về những cái phân khúc ở Việt Nam, bỏ qua cái vấn đề về nước hoa fake đi nhá. Tại vì nước hoa fake và nước hoa au thôi nó đã là một cái câu chuyện mà có lẽ kể không bao giờ hết. Nhưng mà như kênh của Kiên chia sẻ thì chúng ta chỉ nói về nước hoa au thôi, nước hoa chính hãng. Đó, thì ở đây nước hoa chính hãng ở thị trường Việt Nam, theo như mình nhìn nhận trong thời gian chắc là tầm 2-3 năm đổ lại đây, thì mình thấy rằng là đang có cái xu hướng, một đó là những cái sáng tạo nguyên bản, đó là những cái sản phẩm như là Quid Aventus, rồi MFK Baccarat Rouge 540, hay là những cái sản phẩm nổi tiếng đình đám ở trên thị trường như là Le Labo, Santo 33. Thì cái phân khúc này nó sẽ dành cho những bạn có điều kiện tài chính tốt và các bạn muốn trải nghiệm những cái mùi hương nổi tiếng. Ngoài ra sẽ còn một cái phân khúc nữa, đó là phân khúc nước hoa clone. Nước hoa clone không phải là nó sinh ra không có thị trường, mà ngay những sản phẩm đấy ra nó đã nhắm tới một cái tệp khách hàng hoàn toàn khác nhau. Đó là những bạn mà không có điều kiện tài chính tốt mà các bạn vẫn muốn trải nghiệm những cái mùi hương nổi tiếng, thì phân khúc clone ra đời và nó phục vụ mảng đó, và thậm chí rằng doanh thu mảng đấy nó còn kinh khủng hơn những cái mảng nước hoa từ những cái thương hiệu lớn rất rất nhiều. Thì với cá nhân mình cũng có nghe rất nhiều những cái lời phàn nàn rằng
anh ơi đừng làm clone nữa, cảm giác kênh anh nó bị rẻ rẻ tiền, nó không có độ chất. Nhưng mà với cá nhân mình ấy, là một người làm nội dung thì mình phải đáp ứng tất cả số đông, làm sao tiếp cận được càng nhiều người càng tốt. Mình đang làm cái rất nhiều nội dung ở trên kênh của mình rồi mà cái lượng follow, lượng biết tới của mình nó còn hạn chế như vậy, thì nếu như mình làm chỉ có mỗi niche và designer không thôi, mà không có nước hoa clone, không có những cái sáng tạo mà kiểu gọi là bắt chước đúp, thì làm sao mà có thể tiếp cận được, đúng không? Mình được biết tới nhờ những cái phiên bản clone. Và nước hoa thì nó không hề có đăng ký về cái sáng tạo mùi hương cả. Thế nên là cái việc mà làm những cái mùi giống nhau nó là chuyện hoàn toàn bình thường. Và nếu như bạn là một người tiêu dùng thông minh thì chắc chắn một điều rằng bạn sẽ có những cái lựa chọn phù hợp với túi tiền, phù hợp về cái thỏa mãn trước mũi của các bạn. Nên là với mình thì cái phân khúc clone và cái phân khúc mà nước hoa nguyên bản nó chả khác gì nhau cả. Chỉ đơn giản là nó phục vụ hai cái mặt hoàn toàn khác nhau thôi. Và gần đây ở Việt Nam thì chúng ta có một cái mô hình nữa, một cái phân khúc nữa, đó là trải nghiệm về pha chế nước hoa. Thì nhiều bạn hỏi anh đánh giá sao về những cái mùi hương tự pha chế như vậy, thì mình cũng nói rằng là mặc dù cái sản phẩm của chúng ta nhận được từ hai phân khúc kia và cái phân khúc trải nghiệm mùi hương thì nó đều là một chai nước hoa và đều là một cái mùi hương để làm thơm cơ thể, che đi những cái khuyết điểm riêng mỗi người, thì mình nghĩ rằng là cái cách thức hoạt động nó khác nhau. Khi mà chúng ta mua một chai nước hoa nó đơn giản thì chúng ta chỉ cần trân trọng đến cái phần chất lượng mùi, giá cả. Nhưng mà khi mà chúng ta trải nghiệm mùi hương thì cái mà người ta đánh tới đó là cái vấn đề trải nghiệm, cái việc mà chúng ta pha chế, việc chúng ta có thể là như một perfumer là cầm những cái lọ tinh dầu, những cái nguyên liệu thô để chúng ta mix vào với nhau, pha chế làm sao để như mong muốn, và rồi để ở nhà một thời gian thì mùi hương nó biến đổi như thế nào. Thì mình nghĩ rằng là nó cũng là một cái phân khúc trải nghiệm khác hoàn toàn, mặc dù cũng là nước hoa thôi. Nên với cá nhân mình thì cái mô hình này nó cũng khá là mới mẻ, nhưng mà mình cũng đã có dịp trải nghiệm rồi và nó là một cái trải nghiệm khá là hay ho để có thể đúc kết được, chia sẻ với các bạn, để các bạn có thể hiểu hơn rằng là nước hoa không chỉ đơn giản là một cái sáng tạo rất là đơn giản là các bạn mix vài mùi với nhau, mà nó là cả một quá trình, cả những câu chuyện, cả một cái sự mà người ta sửa lỗi ở những cái sáng tạo người ta làm sao phù hợp với cái trend, với cái nội dung, với cái câu chuyện mà người ta đưa ra. Đó, nó là rất nhiều những cái yếu tố khác nhau. Nên là cái phân khúc đó thì nó cũng sẽ phục vụ một cái tệp khách hàng khác nhau. Đấy là chuyện hoàn toàn bình thường. Và chúng ta cảm thấy rằng là cái tài chính của chúng ta đến đâu thì chúng ta có nhu cầu thì chúng ta trải nghiệm đến đấy. Đơn giản vậy thôi. Chúng ta đừng có bảo mày dùng nước hoa clone là đều, rồi ông dùng nước hoa designer mà đắt như vậy mà cũng chỉ bằng chai clone của tôi thôi, thì nó cũng không hay ho. Nó cũng nghe nó cũng hơi buồn cười, cảm giác kiểu bị gọi là trịnh thượng quá. Nên là với cá nhân mình thì chúng ta cảm thấy chúng ta đang cần trải nghiệm cái gì, tài chính chúng ta ok thì chúng ta chơi. Rất đơn giản. Mình thì cứ cởi mở làm sao mà cứ được hít cái gì mới là mình cũng sẽ hít lấy hít để, và cố gắng ghi lại nó ở trong đầu để có thể truyền tải trên cái góc nhìn của mình một cách đơn giản nhất cho các bạn. Đó, đây là cũng cái làm cái chủ điểm thứ hai mà mình muốn các bạn chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Rồi, bây giờ thì là một cái chủ đề cuối cùng, đó là với một cái sự phát triển có thể gọi là nhanh chóng mặt như bây giờ ở thị trường nước hoa thì sẽ có những khó khăn nào mà chúng ta gặp phải, đặc biệt là với những người mới. Với những người chơi lâu thì có lẽ là những cái khó khăn của các bạn thì cần như các bạn đã định hướng được, ít nhất là cái gu của các bạn, cái nơi các bạn mua, cái nhu cầu trải nghiệm các bạn như thế nào. Nhưng mà với những bạn mới thì khó khăn đầu tiên mà mình nghĩ các bạn gặp phải đó chính là chúng ta có quá nhiều lựa chọn. Như mình nói ban đầu ấy, khi mà chúng ta có quá nhiều lựa chọn mà chúng ta chả biết chọn gì, mà chúng ta không có đầy đủ thông tin, thì nói thật đó là cái việc mua nhầm, mua nó không hài lòng và phí tiền là chuyện hoàn toàn bình thường. Nên là thay vì cái việc mà các bạn mất nhiều tiền thì chúng ta có thể tìm kiếm những cái bài review, những cái nguồn thông tin từ nhiều kênh khác nhau nhá. Đừng xem một kênh, đừng xem chỉ mỗi kênh ông Kiên hay là kênh anh Sáng hay là kênh anh Phoenix Hunter, mà các bạn hãy xem đa dạng tất cả các kênh về một
hai sản phẩm mà các bạn quan tâm. Và nếu như các bạn thực sự có trách nhiệm với đồng tiền của các bạn thì các bạn hãy xem và các bạn thấy rằng là các bạn lọc ra những cái ý mà các ông ấy nói chung chung, còn những cái ý nào mà mỗi ông đưa ra một quan điểm thì các bạn hãy đặt dấu hỏi cho nó và để nó đấy và rồi đi trải nghiệm. Thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ đưa ra một cái quyết định sáng suốt nhất. Ngoài ra ở thị trường hiện nay cũng không tránh được những cái nội dung hai một chai nước hoa quá đà, quảng cáo một cách kiểu hơi ố dề. Mặc dù thời gian gần đây thì nó cũng đã không còn quá là kiểu như kiểu là một chai nước hoa bám đoạn 4 tiếng thôi, nhưng mà nói là 8 tiếng hay là 10 tiếng thì nó bây giờ nó đã gần như là cái kiểu review những cái nội dung như vậy nó đã không còn quá nhiều nữa rồi. Tại vì người dùng, người xem, người tiêu dùng nó rất là thông minh. Chỉ cần 1-2 lần mà các bạn mua, các bạn thấy rằng nó không đúng là các bạn sẽ không xem kênh đấy nữa. Và những cái kênh đấy thì nó cũng không chuyển đổi ra được cái tài chính nữa. Nên là họ cũng phải cân nhắc về cái việc là làm review như thế nào để có thể vừa bán được hàng mà vừa không bị kiểu ối rề quá, mặc dù đấy vẫn là một cái sản phẩm mà người ta muốn đẩy. Thì với cá nhân mình, các bạn thấy kênh nào mà các bạn cảm thấy rằng là nó không đúng với những cái gì mà các bạn trải nghiệm thì các bạn hãy cứ bình luận thẳng lên kênh. Nếu như mà các bạn bị chặn thì lần sau các bạn chỉ cần lượt bỏ cái kênh đi, các bạn không xem những cái nội dung của kênh đấy nữa. Thế thôi, rất là đơn giản đúng không? Và một cái nữa mà mình cũng thấy rằng là có rất nhiều bạn hỏi phân vân, đặc biệt là với những bạn mà cũng xem từ nhiều nguồn khác nhau, đó là cái câu chuyện về các phiên bản flanker. Ví dụ tôi chỉ nói đơn giản thôi, như kiểu YSL, La Nuit de Nôm, hay là phiên bản Nôm, nó có bao nhiêu bản liền, hay là Line Blue, họ cũng có rất là nhiều những cái phiên bản khác nhau. Thì những cái bản phiên bản flanker đấy thì thường nếu như mà mình review ấy, thì mình sẽ đưa ra cái quan điểm của mình, thậm chí là mình có những cái video đi phỏng vấn để các bạn thấy được cái sự khác nhau từ cá nhân mình và từ số đông. Thì cái này thì nó thật là chỉ có trải nghiệm đầu tiên, đó là yếu tố trải nghiệm của cá nhân, nhưng mà nếu được thì các bạn hãy cứ xem review. Còn với những cái phiên bản flanker thì thường những cái nhà designer ấy, thì có một cái tip như thế này, đó là những cái phiên bản flanker của họ thì thường nó sẽ không quá khác biệt so với những cái phiên bản gốc đâu. Thế nên là nếu như mà đã thích phiên bản gốc, cảm thấy nó đáp ứng đủ cho các bạn những cái yếu tố mà các bạn cần, thì các bạn cũng không cần thiết phải mua những cái phiên bản flanker, không phải cần thêm một chai nước hoa để vào. Và đơn giản nó chỉ là flanker thôi khi mà chúng ta chưa dùng hết những cái chai mà gốc. Nên là với mình thì mình cũng nói với các bạn rất là nhiều là anh ơi thì em đã có chai Live Blue Love in Love rồi, hay là Live Blue Italian Love rồi, thì em có nên mua phiên bản Forever nữa không? Thì mình luôn trả lời các bạn là không cần thiết, các bạn dùng hết đi rồi các bạn có thể đổi gió vì nó cũng không thực sự quá khác biệt đó. Và một cái nữa mà mình tin chắc rất nhiều người mới hoang mang, đó là cái câu chuyện về reform về mùi. Đây là một cái câu chuyện mà ngay cả chính người chơi, người ta cũng phải đi săn lùng những cái phiên bản mà chưa sửa đổi về công thức vì cá nhân họ đánh giá là ngon hơn. Cái việc reform về mùi ấy thì có thể là chính thống hoặc cũng có thể là người các thương hiệu đã không tiết lộ, nhưng đa phần reform xong thì thường là nó sẽ có cái xu hướng là các bạn nghe là nó không ngon bằng bản cũ. Cái này thì mình cũng xác thực đúng là như vậy, nhưng cái câu chuyện ở đây đó là khi mà các bạn mua một cái chai nước hoa ở cái phiên bản cũ, thí dụ như Quid Aventus từ 2015 hoặc là 2013 sâu hơn, hay La Nuit de Nôm những phiên bản 2013 hoặc là lanh quanh tầm 2015 đổ lại, thì cái việc mà các bạn nhận được đầu tiên đó là giá thành các bạn phải trả nó cao hơn rất nhiều. Cái thứ hai đó là rủi ro về phần mùi. Nhiều khi những cái phiên bản để lâu người ta không bảo quản tốt thì mùi nó cũng bị hỏng đi một phần nào đó, biến đổi rồi. Thậm chí là có nhiều chai bị hỏng luôn, nói thẳng là như vậy. Nhưng mà vì nó có cái mác là phiên bản vintage nên là nó vẫn sẽ bán được một cái giá cao. Và nếu như các bạn là một người chưa trải nghiệm những cái phiên bản cũ như vậy thì các bạn cũng không biết là cái bản cũ nó thực sự mùi ra sao để các bạn có thể đối chiếu rằng cái phiên bản các bạn sắp mua, đúng không? Thế nên với những người mà không có quá nhiều trải nghiệm, chưa từng thử những cái phiên bản vintage, cá nhân mình nghĩ các bạn không cần thiết phải quan tâm đến những cái bad code làm cái gì cả. Các bạn cứ mua phiên bản mới. Tại vì nếu như các bạn là người dùng
các bạn mua phiên bản ví dụ như là Quid Aventus năm 2023, thì sau này các bạn dùng 1 năm hết thì các bạn mua 2024 nó không vấn đề gì cả. Chứ bây giờ mình chỉ nói đơn giản các bạn mua bản 2015 giá hiện tại thì loanh quanh tầm mười mấy triệu, nhưng mà đến năm 2024 giá lên 17 triệu, liệu các bạn có thể sẵn sàng trả tiền cho nó với một cái mức giá như vậy sau 1 năm giá nó tăng lên khoảng tầm mấy triệu đồng hay không? Và chắc gì cái phiên bản mà các bạn mua nó đã là cái phiên bản vintage đấy. Thế nên là với cá nhân mình là người dùng thì làm sao hạn chế rủi ro nhất khi mua những cái sản phẩm vintage, và bằng cách là thôi cứ trải nghiệm những cái phiên bản mới đi. Tại vì mới như vậy thì ít nhất đó là khi mà đã bị cấm, những cái nguyên liệu, những cái mùi hương nó bị reform thì nó đảm bảo vấn đề sức khỏe cho da của các bạn, nên là nó sẽ bị cấm thế thôi. Đấy, đúng theo chính thống nó là như vậy. Nên là với cá nhân mình thì là một người dùng bình thường thì các bạn không cần quan tâm đến cái vấn đề reform, bad code làm cái gì cả. Cứ mua bản mới, dễ mua, rẻ, hạn chế rủi ro là tốt nhất. Đấy, còn quan điểm của các bạn như thế nào về cái chủ đề này thì mình cũng rất là mong các bạn có thể chia sẻ những góc nhìn từ những người chơi, từ những người dùng bình thường về cái câu chuyện là reform, về cái câu chuyện là những cái khó khăn của những người sưu tập nước hoa, những người dùng nước hoa bình thường ở phía dưới nhá. Và một cái rủi ro chắc là chả phải giờ phải nói, đó là rủi ro về hàng fake. Có lẽ ở Việt Nam thì hàng fake nó là khủng khiếp. Thị trường Việt Nam chắc tiêu thụ hàng fake chắc là phải đứng top đầu thế giới luôn. Và tâm lý thì vẫn là ham rẻ thôi. Nên là cái câu chuyện hàng fake thì gần như là bảo là kênh không nói thì bảo là anh không cảnh báo, nhưng mà mình cũng thỉnh thoảng hàng năm mình cũng cập nhật một vài cái chiêu trò fake ở trên thị trường rồi. Tâm lý là vẫn đánh vào cái việc là các bạn ham đồ rẻ, rồi các bạn thích khuyến mãi, rồi tặng quà nọ kia thôi. Còn với những người mà sử dụng những cái sản phẩm nước hoa lâu rồi thì người ta thừa biết được là một cái content, một cái nội dung, một cái bài viết như thế nào nó đậm chất nước hoa fake. À, không cần phải bàn cãi nhiều, là vấn đề fake cũng là một cái vấn đề khó khăn. Nhưng mà khi mà các bạn thực sự muốn mua sản phẩm nào đó rồi thì mình nghĩ rằng là những cái khó khăn này nó không còn quá là quan trọng nữa. Và rất mong các bạn có thể chia sẻ những cái quan điểm ở phía dưới. Và nếu như các bạn thấy cái video lần này nó hay thì các bạn đừng quên việc like, share, cũng như ấn nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.